Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì tiếp theo cái clip mà mình mở hộp mà cái camera mới của mình đó, Sony A7 Mark 4 đó, thì mình có mua một số cái accessory, thì mình sẽ có một clip mà những cái accessory phụ tùng cái phụ trợ, các cái dụng cụ phụ trợ cho cái camera đó, mình giới thiệu đây một cái căn bản thôi, chứ không phải là giới thiệu nhiều với các accessory phụ cho nó rất là nhiều thứ, nhưng mà mình chỉ một cái mà căn bản cần phải có thôi. Thì một trong những cái mà cái accessory mà cho cái camera này á, là cái bảo vệ cho cái màn hình LCD. Bảo vệ màn hình LCD thì mọi người biết rồi, đây cái nói mình nói cái đây là theo quan điểm cá nhân của mình nhá, là hiện giờ cái tiếng Anh nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là cái screen protect glass. Ví dụ đây mọi người nhìn xem này đó, thì tức là được có một cái miếng kính mình cover lên cái màn hình siêu để tránh cái tình trạng mà LCD mình bị vỡ hay bị nứt cái gì đó, vì nó rất cái đá nó rất là dễ bị vỡ. Thì giống như mình sẽ cover lên cái này nè mọi người, mình sẽ cover lên cái mặt cái camera cái này của mình ha. Thì hiện giờ trên thị trường đó, thì nó có rất nhiều nhãn hiệu nó bán trên Amazon á, bán trên Amazon rất là nhiều đó. Đây mình nói là quan điểm cá nhân của mình á, nhưng mà mình đã bỏ tiền ra mình mua camera rất là đắt tiền rồi, thì tại sao mình phải nói là mình mua đây, là một cái này mình mua này, thì cái này để dán lên cái màn hình của mình nữa là do cái Sony nó làm luôn mà nhá. Cái này là sản phẩm của Sony, người ta làm ra để mục đích là để bảo vệ cái màn hình LCD cho cái màn hình Sony của cho cái A7 Mark 4 luôn. Tức là người sản xuất đây chỉ để làm cho cái việc đó thôi. Thì cái đây mình không có mua trên Amazon, hiện giờ chưa có. Thì mình mua trên cái PNX á. PNX là một nơi người ta bán đồ điện tử nổi tiếng ở Mỹ. Thì mình mua cái này thì giá nó là 30 đô trước thuế, nhưng mà khi mình ship về Canada bên này đó, là nó bắt buộc là mình phải mua trên 99 đồng thì nó mới free shipping. Thì dĩ nhiên mình mua có vài thứ nữa thì mình không kể qua đây, nhưng là 30 đô, cái này 30 đô nhưng mà là chính của Sony sản xuất luôn mọi người nhớ, 30 đô. Trong khi đó trên Amazon nó bán rất là nhiều nhãn hiệu thì nó mình cũng đọc, nó cũng làm mình kính về các tính kỹ thuật cũng giống như này, mà cũng dùng để cho A7 Mark 4 luôn, thì giá nó bằng một nửa thôi, có thậm một cái bằng 2/3, hay thậm chí có những cái giảm giá chỉ bằng 1/3 giá này thôi. Có cái nó bán chỉ có 14 đô Canada thôi mọi người, 14 đô Canada tức là khoảng 10 đô Mỹ thôi, thì có cái đắt hơn là 20 đô Canada thôi, nhưng cái này mình mua là 30 đô Mỹ thì sắp xỉ cái gần 40 đô Canada. Thì mình không dám chơi là những cái mình đang bán trên Amazon nữa là không có tốt, mình không có tốt, nhưng mà do mình suy nghĩ cái quan điểm cá nhân của mình, do mình mua cái camera này đắt tiền, thì tại sao mình không mua luôn một cái gốc, cái mà chính hãng của Sony nó sản xuất đỡ một cái đỡ cover cho cái này thôi đó. Bởi vậy nên mình sẽ đơn giới thiệu cái này. Thì cái này là nếu mà mọi người mình search á, là nó ghi chữ là BCK LG2, mọi người thấy nha. Đó. Mọi người cứ search cái LG2, tức là cái này chỉ Sony nó chỉ sản xuất mục đích là để dùng cho Sony A7 Mark 4. Tiếng Anh nó là screen protect glass, mọi người không? Tức là để dán cover cái này. Thì hôm nay là mình sẽ có một clip là lắp lên cái mặt này như thế nào. Và đồng thời trong cái phần mô tả của mình, mình cũng sẽ copy vài cái đường link của những cái sản phẩm tương tự mà nó đang bán trên Amazon. Cái này trên Amazon không có bán nha mọi người nhé. Tính thời điểm bây giờ là mình thấy nó chưa có bán. Mình mua đây, mua trên PNX ở Mỹ nó gửi về, chứ còn trên Amazon chưa có. Amazon chỉ có bán những sản phẩm tương tự thôi, thì nó có bán, giá rất là rẻ. Thì đó thì tại sao mình nói là tại sao chọn đắt như vậy, bởi vì cái giá mình mua nó rất là đắt, tại sao thì mình phải chọn cái kia nó chỉ có 10 mấy đồng. Bởi vậy mình
mình nghĩ là mình không phải dám chắc là cái ghế không tốt, nhưng mà thôi thì mình mua cái này. Thì mình có một clip để làm thế nào cover lên cái LCD cái camera của mình ha. Mọi người xem. Bây giờ trước hết đó là mình sẽ dùng một cái tấm vải. Bây giờ mình unbox cái hộp này trước. Cái hộp mà của Sony, cái Green Protect. Thì ở đây nó đơn giản lắm mọi người. Nó chỉ có một số manual, cái này nó không cần thiết. Mình không cần đọc đâu. Mọi người nhớ nha. Cái này nè, mình để mình chụp cho mình cái bọn này. Nhìn kỹ cái của mình. À, cái này của chính hãng Sony. PCK LG2. Thì trong này á nó chỉ có một tấm vải để mình clean cái màn hình để mọi người nha, và một tấm kiếm. Đây là tấm kiếm cần cỡ đỡ mà mình dùng cho mình đây. Bây giờ trước tiên là mình sẽ clean vào bộ mặt của bằng máy tính mình trước. Thì để mình lấy một miếng vải giấy mà sạch của mình nè, là mình cho một cái tí alcohol vào trước mình nhé. Là mình clean sạch ngay. Mình lau cho nó sạch bụi thôi. Đó, rồi xong rồi mình lau khô lại. Mình lau khô lại mọi người nhé. Mình rửa cho nó làm sạch bụi và cái. Rồi mình lấy cái miếng vải mà trong cái này là trong cái hộp của Sony nó bán luôn, nó có cho mình. Đó, mình lau lại. Sạch rồi nha. Đây mọi người. Thì mọi người thấy cái miếng plastic thì cái khi mở ra thì cái mặt phía đây này mình sẽ ấp xuống này. Đây mọi người nhìn thấy nha. Mình làm này đó. Mọi người thấy không? Cái mặt phía bên cái side phía trong này mình sẽ ấp xuống cái màn hình. Mình sẽ up lên màn hình đây. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at the time you like and ends in just the wind. Khít luôn mọi người, tức là mình làm một lần một thôi là khít luôn. Đấy, mọi người thân, mình đã dán xong rồi đấy. Mình lau lại nè.
Rồi, xong mọi người nha. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi nha.